Chào cô chú anh chị nha, thì em có nước Tiger, một nước Tiger 1 lít. Nước xài rất là tốt cho máy cưa, máy phát cỏ hay thì nha mọi người. Dòng này thì đúng là nó thương hiệu rồi, có tiếng. Hiện nay anh em nào mua thì 95.000 một chai. Này em có cây lam xuồng, gọi là lam khuyết, lam xuồng tan nhiệt, lam trượt nè. Lam này lam năm tấc này nó chạy xích 325, xích 91 cũng được nha, xài cực kỳ ngon nha. Lam này $400.000 một cây nha mọi người nha, 400 một cây nha. Cái này thì cái loại hôm bữa em có giới thiệu, cái cây này là cây Genoai, lam là lam chuột của bản rộng ha. Này chắc 20 inch, 16 inch, 16 inch, 10 cm. Này là bản 10 cm. Này là chạy cho ít chân to nha, nó chạy cho ít tin hoặc là Huana, ví dụ như 381, 382, 365 nữa. Đó. Chạy cho 353 cũng được nha, nó chạy xích lỡ và xích đại nha mọi người. Nó làm trượt 35 cực kỳ ngon nha, chất lượng rất là tốt. Cái này hôm bữa em có mấy cây em thanh lý ở đây còn cây nhiều ta. 330 một cây ha, 330.000 một cây. Này thanh lý 330.000 một cây. Nên là làm thì chốt giúp em. Làm thì gọi điện qua số điện thoại trên tiêu đề giúp em nha. Hôm nay em không có thu hộ nha. Mua đều thanh toán em mới gửi hàng ha. Mình lấy cái gì thì mình lấy một lần để mà ship cho nó rẻ nha mọi người. Chứ lấy ví dụ như mình lấy lắc nhắc là tiền ship cộng dồn lại nó cao. Ví dụ lấy một món ship một cái này ship 21.000, còn cái mua thêm chai nhớt lần sau nữa thì 21.000, còn lại 41.000, 42.000. Trong khi mình lấy ví dụ như một lần chai nhớt với lại một cái cây lam thì tiền cước nó sẽ rẻ nhé, nó chỉ 20 mấy ngàn thôi. Nếu mà mọi người mua hai lần thì tiền cước nó sẽ là 40 mấy ngàn, 42 ngàn, 44 ngàn. Mà mọi người mua một lần hai cái này luôn thì tiền cước nó chỉ tầm 22 ngàn đến 25 ngàn thôi. Nên là mọi người mua nên là mua chung một lần để cho nó tiền cước nó rẻ nha. Rồi chào cô chú anh chị nha.